vừa làm xong là đẹp liền nha các chị ơi. Khoe với cả nhà, đây là siêu phẩm môi Kenny Lip vừa mới thực hiện xong đây. Vùng môi Kenny Lip là chân ái dành cho các chị em mình sở hữu đôi môi thâm xỉn nè, thô ráp và nhợt nhạt. Sau khi phun xong thì nền môi trở nên mềm mại, căng mọng, hồng hào tự nhiên. Độ bền màu thì kéo dài từ 2 đến 5 năm luôn. Và đặc biệt thì các chị em mình hãy yên tâm về tay nghề của chuyên viên Diva nha. Thực hiện rất là nhẹ nhàng, không gây đầu rát, tổn thương hay không cần nghỉ dưỡng gì cả luôn. Chỉ còn 39 suất ưu đãi nữa thôi thì bên em về lại giá gốc ban đầu rồi. Cho nên là chị em nào mình chưa nhận ưu đãi phun môi của Diva thì mình hãy tranh thủ đi làm đẹp nha. Hoặc là cả nhà mình có cần em tư vấn thêm về màu môi cũng như là phương pháp phun môi Kenny Lip này thì hãy liên hệ ngay qua số hotline là 1900 2222. Bên em sẽ giải đáp trực tiếp cho mình nha. Viện thẩm mỹ Diva, phục vụ từ trái tim.